Xin chào anh em các bác nhá. Bên em mới về một chiếc Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu. Xe ngoại thất màu trắng biển thành phố chạy có hơn 1 vạn nhá. Form mới rồi, xe rất đẹp. Form 2021 và 2022 đấy anh em nhá. Đấy. Có cảm biến trước sau, đèn định vị, đèn full nét này, na răng đa chấu 20 inch anh em nhá. Lốp vẫn còn theo xe. Lốp dày luôn anh em nhá. Lốp rất dày. Động cơ của dòng xe này là biturbo. Xe mới về. Đấy, hộp số tự động 10 cấp. Điều hòa tự động có màn hình kết nối với Bluetooth các thứ gì nhá, sinh ba anh em nhá. Đó, ghế phụ cũng được chỉnh điện này. Đây, còn đầy đủ đồ dùng cho anh em nhá. Ghế Ford Everest. Cổng với lại các cửa gió đầy đủ anh em nhá. Cảm biến sau này. Đó, cốp điện. Cam lùi có đầy đủ đấy anh em nhá. Ghế hàng ghế thứ ba chỉnh điện anh em nhá. Đấy, hàng ghế thứ ba chỉnh điện này. Đây, dụng cụ đầy đủ anh em nhá. Xe rất đẹp luôn anh em ạ. Tiết kiệm ngay cho anh em đâu đấy, với so với thời điểm hiện tại mua xe mới thì gần 600 triệu anh em nhá. Đây ạ. 600 triệu cho một chiếc xe mới. Quá hợp lý. Cửa kính lên xuống 1 trạm anh em nhá. Chạy có hơn 1 vạn thôi. Máy móc xe khung gầm rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Anh em nào quan tâm đến chiếc xe này thì alo cho em. Tiết kiệm ngay xe mới gần 600 triệu rồi. Thì vẫn làm ngân hàng tối đa cho anh em. Cảm ơn anh em theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.